Ngày 20 tháng 11 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An có buổi làm việc với quyền Châu Thành về công tác phát triển, mở rộng đường giao thông nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và khắc phục tình trạng ngập nước trong mùa mưa tại các khu dân cư tập trung. Quyện Châu Thành đề nghị Sở Giao thông vận tại tỉnh xem xét đầu tư thi công một số công trình giao thông trong năm 2022 trên địa bàn quyện, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 827D, đoạn từ đường tỉnh 827A đến đường tỉnh 827B đi qua địa bàn hai xã Hiệp Thạnh và Phú Hải Trị nâng cấp mở rộng đường tỉnh 827D, đoạn từ giáp đường tỉnh 827 ngã tư Thành Phú Long đến cống Trạch Tràm, giáp ranh Tiền Giang. Sau khi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, đoàn cán bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh đi thực tế tại các công trình, đoàn công tác đề nghị huyện Châu Thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Sở Giao thông vận tải khảo sát, lập thiết kế ưu tiên theo thứ tự sẽ tiến hành thi công các công trình giao thông trên địa bàn huyện vào quý 1 năm 2022.